Thưa quý vị và các bạn, ngoài nỗi lo về giá vật tư thức ăn cho tôm tăng liên tục, thì thời gian gần đây, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Long An còn đối mặt với nhiều khó khăn khi thời tiết bất lợi, trong khi đó giá tôm bán ra lại ở mức thấp. Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng diện tích tôm nuôi trên địa bàn tỉnh gần 3.100 hecta đạt gần 46% kế hoạch năm, trong đó đã thu hoạch gần 2.300 hecta với sản lượng đạt khoảng 7.400 tấn, năng suất bình quân 3,2 tấn một hecta tổng diện tích thiệt hại trên tôm là gần 61 hecta chiếm gần 2% so với diện tích thả nuôi. Trong đó, thiệt hại mất trắng gần 10 hecta và thiệt hại có quy hoạch khoảng 51 hecta xảy ra ở các huyện như Cần Đức, Cần Duộc, Châu Thành và Tân Trụ theo đánh giá của ngành chức năng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tôm chết thời gian qua là do thời tiết không thuận lợi khiến cho dịch bệnh bùng phát nhanh đồng thời cơ sở vật chất các ao nuôi tôm còn thiếu con giống không đảm bảo chất lượng vệ sinh các ao nuôi không đúng kỹ thuật cũng là các nguyên nhân khiến cho con tôm bị hao hụt